mọi người đều siêng năng giữ gìn năm giới đó chứ? Dạ có. Vậy thì ngày hôm nay mọi người hãy cùng nhau bảo đảm rằng đối với hàng con cháu thì nhất định phải yêu thương che chở, còn đối với người lớn tuổi thì phải thương yêu chăm sóc hết mình. Chúng ta phải biết cảm thông với những ai nỗ lực cố gắng. Đối với kẻ yếu đuối, dù họ sai trái như thế nào cũng nên hành xử rộng lượng. Chúng ta phải nhớ rằng những cơ hội này đều có ở khắp nơi trong cuộc sống của chúng ta. No.